Kỷ Nguyên Hải Tặc tung bản update đặc biệt đấu trí đại chiến với giải đấu liên server mới toanh và hàng loạt tướng mới như Queen Dịch Bệnh, Luffy Snake Man và Nami S2. Trải nghiệm ngay tại kỷnguyênhải.com nhé. Luffy với Hải Quân, One Piece kết thúc, 10 bí ẩn lớn nhất sẽ được giải mã. Yo, xin chào 500 anh em băng hải tặc xăm soi đã quay trở lại với kênh của mình. Việc Thánh Oda tuyên bố One Piece sẽ kết thúc trong vòng 4 đến 5 năm nữa, liệu thì có bốc phét khi mà Aquano còn chưa có dấu hiệu đi đến đoạn cuối? Hàng loạt bí mật bác tự dựng lên từ đầu bộ truyện thì vẫn chưa có lời giải thích thích đáng. 4 đến 5 năm có đủ thời gian để bác Oda trả lời một cách hợp lý cho hàng triệu fan One Piece trên toàn thế giới. Mình biết rằng ở thời điểm hiện tại, vô số anh em đang làm hộ công việc của tác giả thực hiện giải mã ẩn số One Piece. Tất nhiên chỉ nên tham khảo cho vui thôi nhé. Uy quyền nắm trong tay của Thánh mất rồi. Và trong video này, chúng ta sẽ tổng hợp lại những bí ẩn quan trọng nhất cần được giải đáp trước khi mà bộ truyện không còn ba chữ huyền thoại là To Be Continued. Ok, và mời anh em cùng với xăm soi đến với One Piece kết thúc, 10 bí ẩn lớn nhất sẽ được giải mã. Let's go! Một, thân phận của Sanh. Mở hàng cho danh sách này, bí ẩn liên quan đến thân phận của ông chú xanh tóc đỏ, nhân vật nổi tiếng bậc nhất bộ truyện. Ông chú ba thẹo thì xuất hiện từ những chapter đầu với vai trò truyền cảm hứng, gieo vào đầu thằng nhóc 7 tuổi với ước mơ trở thành hải tặc. Ấy thế mọi thứ chúng ta biết về Sanh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tập sự trên tàu vua hải tặc, thằng bạn chí cốt của Buggy và không có gì khác trong quá khứ của anh ta cả. Tại sao từng ấy buổi Sanh được Roger trọng dụng trao cho chiếc mũ rông huyền thoại? Anh ta mạnh đến mức nào mà từ một tập sự nhỏ bé lại vươn mình đứng ngang hàng với Dâu Trắng, kẻ thù số 1 của thuyền trưởng Roger ngày xưa? Lần xuất hiện ở tổng bộ 2 năm trước chứng tỏ tiếng nói của Sanh cũng rất có trọng lượng với hải quân. Chỉ một câu thôi, Senku đã đồng ý chấm dứt trận đại chiến. Dạo gần đây, anh còn liều mạng đi đến thánh điện Marejoy như trốn không người, mục đích là thực hiện cuộc gặp với Ngũ Lão Tinh. Thân phận khủng cỡ nào đến năm lão già dưới trướng của Im-sama còn phải dẹp mọi công việc để tiếp đãi anh. Khác với các nhân vật khác, Sanh là nhân vật mà bác Oda đã nghĩ trước câu chuyện bởi vì anh xuất hiện từ rất sớm. Nếu ở phần cuối, tóc đỏ có bất ngờ trở thành phản diện thì đó cũng không thể được xem là một pha bẻ lái của bác Oda. Đơn giản, Thánh đã dự tính sẵn tình huống đó, chuyện tất thảy phải xảy ra thôi. Dù sao, điều đáng trông chờ hơn là bí mật về thân thế của Tứ Hoàng Tóc Đỏ hẳn phải ghê gớm lắm đúng không anh em? 2. Kho báu One Piece. Tiếp đến là bí ẩn đã kéo dài xuyên suốt 23 năm qua, kho báu One Piece là gì? Trong chuyến hải trình vĩ đại, Roger và băng của ông đã đi đến được hòn đảo cuối cùng, Reptel, tìm thấy một kho báu khổng lồ, kho báu lớn nhất thế giới, thứ mà bất kỳ hải tặc nào cũng muốn sở hữu được. One Piece không phải thứ để chôn, bác Oda đã từng nói về kho báu này khi mà được hỏi bản chất đây có phải một câu chuyện cười của ông. Trong phần Marineford, Oda lại tiếp tục mượn lời huyền thoại Dâu Trắng để khẳng định một lần nữa, One Piece là có thật. Câu nói như một cú vả vào những giả thuyết cho rằng nó thì không vĩ đại như những gì đã được mô tả. Vậy thực chất One Piece là gì? Tiền bạc, vàng, kim cương hay là cuốn sổ ghi chép toàn bộ bí mật hàng thế kỷ? Câu hỏi trường kỳ đó thì sẽ được trả lời một khi mà Luffy bước chân lên hòn đảo Log Town, được đặt tên bởi vua hải tặc đời trước là Goldie Roger. Và một điều nữa, One Piece kết thúc, bác Oda có tạo thêm 2P hay One Piece Next Generation hay không? 3. Thế kỷ trống và chính quyền thế giới. Kể từ sau Time Skip, bí ẩn về thế kỷ trống liên tục được nhắc đến, trở thành một trong những điều tò mò bậc nhất. Được biết, xuyên suốt chiều dài lịch sử, một thế kỷ không được ghi chép vào One Piece sử ký toàn thư. Nó từng nhắc đến khi mà băng mũ rơm tiến đến hòn đảo trời, khám phá thành phố vàng huyền thoại. Thư viện Ohara là nơi chuyên nghiên cứu về giai đoạn lịch sử này. Tuy nhiên, trước khi mà Robin kịp tìm hiểu ngọn nguồn, thì cả hòn đảo đã bị chính quyền thế giới tiêu diệt bằng Booster Co. Và bất kỳ ai muốn nghiên cứu hoặc đơn giản hỏi về khoảng thời gian bị đánh cắp đều sẽ chịu án phạt cực nặng. Rõ ràng chính quyền không muốn thế kỷ trống bị bại lộ ra thế giới bên ngoài. Họ đã tác động điều gì vào khoảng thời gian này? Đó thì có phải là những hành vi xấu xa, ảnh hưởng nhân loại nên muốn giấu nó đi?
Dù sao đi nữa, sớm hay muộn, Rubin cùng với những người đồng đội cũng sẽ khám phá ra bí mật liên quan giữa thế kỷ trống và chính quyền thế giới. Lúc đấy thì tất cả âm mưu của những kẻ đứng đầu Marinjoy sẽ bị bại lộ. 4. Mối thù của quân cách mạng. Từ khi được thành lập, quân cách mạng nêu cao mục đích bằng mọi cách phải lật đổ chính quyền thế giới. Điều này xuất phát chủ yếu từ ý chí của thủ lĩnh Monkey D. Durkin. Ông ấy là người khởi xướng phong trào đối đầu trực tiếp với chính phủ, cùng với người dân chiến đấu đòi lại tự do. Giữa Durkin và lực lượng bảo vệ công lý đã xảy ra những mâu thuẫn gì? Tại sao người con trai ruột của anh hùng hải quân Gap lại quay sang đối đầu lại nơi mà cha mình phục vụ? Hẳn Durkin đã khám phá ra nhiều sự thật bên trong của bộ máy chính quyền, biết tường tận những mục đích âm mưu xấu xa của họ nên mới không đồng tình với cách làm việc độc tài. Có thể nói, quân cách mạng một tay do ông Rồng gây dựng nên, một tổ chức tự phát chống phá chính quyền, trong khi thì Marinjoy không hề có động cơ thù địch từ trước. Điều đó cho thấy Durkin hẳn phải căm ghét chính phủ đến tột cùng mới quyết tâm tập hợp một lực lượng đủ mạnh nhằm phá hủy thế thống trị của họ. Lý do tại sao ông lại phẫn nộ đến thế sẽ được khai mở khi mà quân cách mạng tấn công vào thánh địa trên đỉnh núi Red Line. 5. Trận combat giữa hải tặc với hải quân. 2 năm trước, trận đại chiến Montfort được xem như một trận combat quy mô hoành tráng bậc nhất lịch sử. Giờ đây khi mà các bí mật dần bại lộ, hải quân không thể tiếp tục một tay che trời, sớm muộn cả thế giới cũng sẽ tìm thấy cuộc đối đầu kinh điển giữa hai phe là chính tà, hải quân và hải tặc. Và trong đó thì không phân biệt rõ đâu là chính và đâu là tà. Hãy nhìn cách băng dâu trắng và liên minh tội phạm của Luffy phá đảo toàn bộ thì tự hỏi, nếu toàn bộ hải tặc chung chí hướng là đổ chính quyền như đại hạm đội mũ rơm, băng kít, lo, băng dâu đen, tóc đỏ, kể cả quân cách mạng cũng tổng tiến công vào thánh địa đối đầu với hải quân, Superbowl và lực lượng SNC còn khủng đến mức như thế nào nữa. Khi ấy công sức mà Bác Oda giáp tâm dành cho Arc Marineford bao nhiêu hẳn sẽ phải nhân lên gấp đôi, gấp ba như thế mới đủ diễn ra quy mô trận combat tổng lực. Nhìn sang đại chiến ninja lần 4 của người anh em Naruto, ôi thật tuyệt vời biết bao. Một trận đánh bao gồm tất cả thế lực, xứng đáng đặt một cột mốc kết thúc bộ truyện huyền thoại này. 6. Trận chiến của các siêu tân tinh. Đây hẳn là điều mà ai trong số chúng ta cũng đều háo hức chờ đợi đúng không? Trận chiến giữa 11 siêu tân tinh với nhau. Ở Samodi, 11 tên hải tặc thời đại mới có mức truy nã lên tới 100 triệu cùng tập hợp tại một địa điểm tạo nên chấn động cho tổng bộ hải quân. Cộng thêm trường hợp của dâu đen, 12 người được gọi với cái tên thế hệ tồi tệ nhất. Sau time skip, bất kỳ một sự kiện lớn nhỏ nào cũng xuất hiện dấu răng của nhóm siêu tân tinh này. Trong đó, bộ ba Luffy, Law, Kid được xem là ba kẻ đầu sỏ. Một màn chạm trán giữa nhóm siêu tân tinh rất đáng để chờ đợi, khẳng định ai mới là người mạnh nhất. Còn nhớ ở phần movie Stampede, đã có dịp họ một lần nữa cùng lúc xuất hiện tham gia lễ hội hải tặc. Tính ra thì ít nhất 2 lần họ chạm trán nhau, nhưng mà chưa lần nào là đối đầu trực tiếp. Nếu ở phần cuối của bộ truyện, tất cả 11 siêu tân tinh thách đấu lẫn nhau, chắc chắn sẽ giúp độc giả được thỏa mãn rất nhiều. Trận chiến mà ai cũng mong muốn nó sẽ xảy ra một lần. 7. Nguồn gốc trái ác quỷ. Lại thêm một bí ẩn quan trọng cần được giải đáp nữa. Sóng bắt đầu từ gió, vậy nguồn gốc trái ác quỷ bắt đầu từ đâu? Một số dữ kiện như cây cổ thụ Eva ở đảo Người Cá hay cây gỗ huyền thoại Adam chế tạo con tàu Eurojackson sẽ có phần giải mã cho bí ẩn này. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức giả thuyết. Về việc chính xác linh hồn ác quỷ ngự trị trong một loại trái cây hay ai là người đầu tiên tạo ra trái ác quỷ vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu. Điều duy nhất chúng ta dám đảm bảo là trái ác quỷ đã xuất hiện từ rất lâu trong quá khứ, ít nhất thì cách đây tận 800 năm. Phu nhân Toki là người đã từng sống ở thời kỳ cổ đại đã ăn trái ác quỷ là Toki Toki no Mi mang tới khả năng nhảy cóc đến tương lai. Rõ ràng từ khi vương quốc cổ đại còn chưa sụp đổ, trái ác quỷ đã vô cùng phổ biến. Liệu rằng thì có phải chính những người dân trong vương quốc này là linh hồn ngự trị trong loại trái cây đặc biệt này hay không? Vẫn cần một lời giải đáp hợp lý nhất từ Bác Oda. 8. Bí ẩn ký tự đi. Trong chuyến hải trình cuối cùng, Roger đã khám phá ra mọi bí mật lịch sử ở hòn đảo Reptile. Ông cùng với thủy thủ đoàn biết được thế kỷ trống là gì, vương quốc cổ đại cùng với lý do tại sao gia tộc Kozuki lại quyết định đóng cửa Wano quốc.
một trong những bí mật quan trọng nhất mà vua hải tặc khám phá là sự thật liên quan đến những người mang ký tự đi trong tên, gia tộc được xem là kẻ thù tự nhiên của Chúa. Sau khi trở về từ Logtown, Roger đã khoe với người bạn già râu trắng về cái tên của mình. Thì ra bấy lâu nay, hải quân luôn gọi ông với cái tên là Gold Roger là hoàn toàn có nguyên do sâu xa. Và cũng từ đó, ông đã tự hào nói với thế giới cái tên Goldie Roger để làm nổi bật ký tự đi của mình. Câu hỏi đặt ra là thực sự gia tộc đi có sức ảnh hưởng như thế nào mà chính quyền thế giới lại phải đề phòng đến thế? Đặc biệt ở những kẻ thống trị thánh địa nơi mà Chúa ở là Thiên Long Nhân. Liệu Vu Lão Tinh và Im Sama đang lo sợ điều gì đối với những kẻ mang chỉ đi trong tên? Có phải họ đã được tiên tri sẽ bị lật đổ bởi gia tộc bí ẩn này hay sao? Chúng ta sẽ cùng chờ đón nhé! Vũ khí cổ đại Joy Boy. Sự thật kế cuối, ngoại trừ Poseidon là công chúa Cerasi, thì con tàu Pluton trông như thế nào và vũ khí Uranus danh tính ra làm sao? Đến nay thì thông tin liên quan tới hai vũ khí cổ đại còn lại còn quá mơ hồ. Chỉ biết Pluton vẫn nằm đâu đó dưới lớp sa mạc ở Alabasta, riêng Uranus thì biệt vô âm tín. Theo truyền thuyết, chỉ cần sở hữu một trong ba loại vũ khí cổ đại cũng đủ sức hủy diệt thế giới. Ta thì rõ sức công phá của Poseidon là khủng khiếp đến mức như nào. Chỉ cần một câu ra lệnh của Cerasi, toàn bộ loài Sea King sẽ nghe theo và hủy diệt một hòn đảo chỉ trong chớp mắt. Trước khi One Piece khép lại, chắc chắn chúng ta sẽ được thông tin cụ thể về Pluton và Uranus. Nhiều khả năng ngay sau khi mà Aquano kết thúc này thôi, khi đó trật tự thế giới sẽ lại bị đảo lộn bởi những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Người có mối quan hệ mật thiết với Pluton, Poseidon và Uranus thì không ai khác ngoài Joy Boy. Ông là bạn thân của công chúa người cá cổ đại, là người viết lá thư ở Reptel về tất tần tật mọi thứ ở thế kỷ trống. Bí ẩn về ký tự đi, vương quốc cổ đại và ba loại vũ khí nêu trên. Khi đọc được tâm thư của Joy Boy, Roger đã rất ngưỡng mộ, thốt lên rằng ước gì thì được sống cùng thời đại với ông ta. Vậy Joy Boy là ai mà đóng vai trò to lớn đến thế? Bí mật về ông ấy chắc chắn sẽ trở thành chủ đề hot khi mà Luffy đang đi trên con đường một Joy Boy mới sau 800 năm. 10. Luffy có trả thù cho A. Sau một chặng đường dài, chúng ta cùng đi đến sự thật cuối cùng cần được phơi bày. Liệu Luffy đánh nhau với dâu đen Akainu để trả thù cho người anh trai A? Điều này thì không ai là không muốn đúng không anh em, có vay có trả. Hơn nữa, đây là còn nợ máu mà không thể buông tha. Một khi có lù hạ được Kaido thì không có lý gì lại ngán dâu đen hay Akainu nữa, hoàn toàn đi đòi nợ một cách sòng phẳng. Đây không đơn giản là có nợ phải trả, còn góp phần khẳng định cho tham vọng của mũ rơm trên con đường trở thành vua hải tặc của mình. Tuy nhiên, nếu cứ nợ máu trả bằng máu thì liệu Luffy có cảm thấy thoải mái hay không? Từ đầu, thuyền trưởng mũ rơm thì chưa hề giết chết một ai, chỉ đánh cho kẻ thù không còn sức và nhận thất bại. Liệu lần này cậu thì có vì anh trai mà giết chết Akainu hay là Zoden? Thật khó dám chắc có hay không điều đó sẽ xảy ra, vì thế mà câu hỏi này cần được giải đáp một cách hợp lý nhất. Liệu có dùng mạng của kẻ thù để đổi lấy mạng của anh trai, hay là sẽ tha thứ cho kẻ thù vì không muốn bản thân vấy đục trong thù hận? Ok, và trên đây là video của mình về chủ đề One Piece kết thúc 10 bí ẩn lớn nhất sẽ được giải mã. Anh em nghĩ thì còn bí ẩn nào cần hỏi Bao Oda không? Ví dụ như là Sanji có lấy được vợ hay là Zoro có đồng ý gả cho gia tộc Kozuki. Rồi và cùng đến với chuyên mục lên sóng 3 chiếc comment may mắn nhất nha. Bạn đầu tiên là bạn Bình An, ước được thuyền trưởng xăm soi đẹp trai cho lên TV. Ôi, có thần chú, thỏa mãn điều kiện, lên luôn bạn này. Và bạn tiếp theo, Yamato-chan, từ lúc biết anh xăm soi, xem mãi không chán. Cứ lúc nào anh ra video, lại mượn máy của người trong nhà để like. Đấy, fan cứng ấy, là đây chứ đâu. Này Yamato-chan, đừng vào băng mũi rơm nữa, theo băng xăm soi của bọn mình đi. Và bạn cuối cùng, một cái tên, Phò, cho em hỏi admin cái, sau khi mà Kaido lên thớt rồi số phận của Big Mom sẽ đi về đâu ạ? Còn về đâu hợp lý hơn là về vườn nữa bạn. Trồng rau nuôi cá, sống ẩn giật thì quá phù hợp với Hà Thiên Lộn rồi. Và đừng quên để lại comment bên dưới video để có cơ hội lên sóng số tiếp theo nhé. Ấn nút đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai. Bye bye! Nóng nóng nóng, băng hải tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook, search One Piece xăm soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.